giới thiệu bộ ba nghệ sĩ Sona, Jin và Illaoi với tốc hệ độc quyền trong Đấu trường chân lý mùa 10. Đấu trường chân lý mùa 10 được giới thiệu với chủ đề Đại chiến âm nhạc. Do đó, các tướng có giá trị cao nhất, 5 vàng, đều là các nghệ sĩ hàng đầu với hiệu ứng tộc hệ cùng kỹ năng độc đáo. Không để cộng đồng chờ lâu, mới đây, Twitter chính thức của Đấu trường chân lý đã giới thiệu các nghệ sĩ lớn trong buổi tiệc âm nhạc này, gồm DJ Sona, nhạc trưởng Jin và Ubis Illaoi. Đây đều là các tướng 5 vàng sở hữu tộc hệ độc quyền, hỗ trợ cực mạnh cho kỹ năng chính. Sona có thể tùy ý chọn một trong 3 loại nhạc mỗi khi lên sàn, đại diện cho sát thương, hồi phục, tốc đánh, giống Aphelios mùa 8. Mỗi đòn đánh thường của Sona sẽ cung cấp các hiệu ứng này, trong khi kỹ năng gây sát thương diện rộng với tầm ảnh hưởng cực lớn. Jin chỉ chơi nhạc ở nhịp 4-4, đồng thời triệu hồi 4 ụ súng trên hàng chờ. Nhạc trưởng Jin tiếp tục chỉ huy để các ụ súng tung đòn bắn mạnh mẽ về phía kẻ địch. Cuối cùng, Illaoi triệu hồi xúc tu cho phép chúng tấn công theo nhịp của cô. Còn kỹ năng Illaoi là triệu hồi lập tức 2 xúc tu cùng bản thân tấn công liên tiếp vào những kẻ địch trong phạm vi.